Ấn tượng top 10 loài động vật có bộ lông độc lạ nhất thế giới. Bộ lông không chỉ giúp các con vật giữ ấm cơ thể mà còn giúp tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn. Dưới đây là top 10 loài động vật được đánh giá là sở hữu bộ lông đẹp nhất khiến muôn loài đều phải ganh tị. Chim bồ câu Freeback. Có thể thấy những loại lông xoăn trên thân của chú chim bồ câu Freeback dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những bông hoa. Bồ câu Freeback được cho là hậu duệ của loài bồ câu gầm gì đá với lớp lông uốn lọn và móng vuốt sắc nhọn. Ngựa Cheshire Vanner. Theo thông tin, giống ngựa nhà Cheshire Vanner được nuôi nhiều ở quần đảo Anh. Chúng có kích thước rất nhỏ, chân ngắn và bộ lông mượt dài đến chạm đất. Lông ngựa Cheshire Vanner thường có đốm hoặc những mảng vá. Đặc biệt, chúng còn có bộ lông dài ở chân, bắt đầu từ gối trở xuống, trông khá lạ mắt. Chó vẫy Bergamasco. Nhìn từ xa, chú chó này như đang đeo trên mình hàng trăm lớp vảy cá. Thực chất, đây chỉ là lớp lông ngụy trang của chó vảy Bergamasco mà thôi. Giống chó này có thể săn mồi trên địa bàn hình sông núi băng tuyết, bất chấp khí hậu khắc nghiệt nhờ vào lớp lông dày của mình. Chuột lang Peru. Chính bộ lông mềm mại khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều phải ghen tị với loài chuột lang Peru. Được biết, đây là loài chuột lang có bộ lông dài nhất với kỷ lục chiều dài lên tới 50,8 cm. Dù kích thước khá lớn, song đây là loài chuột khá hiền lành, luôn thân thiện với con người, đặc biệt là trẻ em. Chó Afghan. Loài chó được mệnh danh quý tộc này sở hữu bộ lông mềm mại trải dài như thác nước. Sợi lông màu trắng như tơ lụa càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu sa cho những nhà quý tộc chính hiệu. Hầu hết giống chó Afghan có nguồn gốc từ Trung Á. Chúng có khả năng quan sát nhạy bén, khỏe mạnh, dẻo dai nên còn được dùng trong các cuộc đi săn. Gà Ba Lan. Những chú gà Ba Lan gây ấn tượng bởi bộ lông độc đáo đáng yêu. Chúng xuất hiện nhiều ở các nước phương Tây vào thế kỷ thứ 16. Nhờ bộ lông che khuất cả mắt như người rừng, các sợi lông mọc dựng ngược thay vì xuôi như giống gà khác, gà Ba Lan được mệnh danh là giống gà hiếm nhất thế giới. Gà trắng Silkie. Gà trắng Silkie trưởng thành nặng từ 1-2 kg, tuổi thọ có thể kéo dài gần 10 năm. Bộ lông của chúng có màu trắng ngà, mềm mượt như tơ và khi bung lên thường rất đẹp. Giống gà trắng Silkie thường được nhận làm thú cưng bởi chúng khá thân thiện và rất dễ nuôi. Lạc đà Appalachia. Được thuần hóa thuộc họ lạc đà Nam Mỹ, lạc đà Appalachia được nuôi để cung cấp lông cho ngành dệt may. Appalachia được đánh giá là một trong những loài vật giản dị đáng yêu bởi biểu cảm hài hước vui nhộn trước ống kính. Chó Bully. Bully cũng là giống chó chăn cừu xuất xứ từ Hungary. Chúng có bộ lông đen dài xoắn lại như dây thừng. Giống chó này rất thông minh và hoạt bát nên được nuôi để làm cảnh. Chó Commodore. Commodore hay còn được gọi là chó dẻ lâu là giống chó chăn cừu cổ xưa nhất ở Hungary. Ngoại hình của Commodore khiến nhiều người phải ngạc nhiên bởi bộ lông to bản xoắn lại với nhau như chiếc dẻ lâu nhà. Nhờ bộ lông đặc biệt ấn tượng này mà chúng có thể giữ ấm cho cơ thể, đồng thời tránh được những cú cắn của chó sói. Commodore được nuôi để làm cảnh, ngoài ra nó còn có thể chăn cừu nhờ bộ lông dài ngụy trang. Có thể thấy trong thế giới động vật, bộ lông có rất nhiều tác dụng khác nhau như giữ ấm cơ thể, làm đẹp, đe dọa kẻ thù. Trong số đó nổi lên một số loài có vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ nhờ sở hữu những bộ cánh cực độc lạ mà thiên nhiên ban tặng cho như được liệt kê ở trên. Bạn có biết loài vật nào sở hữu bộ lông độc đáo thì chia sẻ với chúng tôi nhé!
Top 10 loài chó hung dữ và nguy hiểm nhất hành tinh. Tờ ABC News Bonn vừa liệt kê ra danh sách 10 loài chó hung dữ và nguy hiểm nhất hành tinh. Đứng đầu trong danh sách này chính là giống chó Pitbull nổi tiếng. 1. Pitbull. Pitbull là giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ. Nhờ vào tính hung dữ, hiếu chiến, dai sức và gan lì nên chúng thường xuyên được sử dụng trong những cuộc chạy chó. Hiện nay, loài chó này có nhiều giống khác nhau như American Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, American Bully, American Bulldog, Dogo Argentino, Risa Canario, Kenny Corso. 2. Rottweiler. Rottweiler là một giống chó to lớn, thông minh, có nguồn gốc từ Đức. Dù rất hiếu chiến, nhưng loài chó này lại cực kỳ trung thành, biết nghe lời chủ nhân và sẵn sàng liều mạng để thực hành mệnh lệnh. Hiện nay, chó Rottweiler rất hay được dùng trong các công việc như canh gác, cứu hộ, chăn nuôi gia súc, v.v. Thậm chí, nhiều nơi còn huấn luyện chúng trở thành chó nghiệp vụ. 3. Chó săn cừu Đức German Shepherd. German Shepherd là giống chó khá lớn có nguồn gốc từ Đức và được giới thượng lưu ở các nước như Mỹ, Anh ưa chuộng. Bởi vì chó săn cừu Đức không chỉ thông minh trung thành mà còn rất dữ tợn, thích được giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, chính những đặc điểm này khiến chủ nhân của chúng không ít lần phải điêu đứng khi thú cưng của mình tấn công sẵn sàng người khác để bảo vệ thân chủ. 4. Doberman Pinscher. Doberman Pinscher là giống chó rất hung dữ, thường được nuôi để giữ nhà, canh gác, làm nhiệm vụ an ninh. Dù chúng rất trung thành, thông minh và cực kỳ dễ đào tạo, nhưng có đôi lúc đặc điểm đó lại khiến giống chó này được liệt vào danh sách những loài chó nguy hiểm nhất thế giới. Bởi vì một con Doberman Pinscher sẵn sàng tấn công một con người hoặc các động vật khác nếu động chạm vào chủ nhân của nó. 5. Alaskan Malamute. Nhờ vào đặc tính khỏe mạnh, dai sức nên giống chó Alaskan Malamute hay Malamute thường được dùng làm vật kéo xe ở Alaska. Tuy nhiên, điểm đáng sợ của giống chó này là chúng rất thích yên tĩnh, ít sủa nhưng lại âm thầm tấn công từ phía sau. Thậm chí, một con Alaskan Malamute trưởng thành khi tấn công có thể gây tử vong cho con người nếu không được can ngăn kịp thời. 6. Work Hybrid Sói Lai. Work Hybrid là giống chó được lai giữa chó nhà với một giống sói như Canis, sói xám, sói Ethiopia và sói gỗ phía đông. Do có gen di truyền từ sói nên Work Hybrid thường có tính hung dữ nhưng lại nhút nhát rụt rè, ít dám tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, loài chó này lại là người đồng hành tuyệt vời đối với chủ nhân của nó. 7. Chó võ sĩ. Có nguồn gốc từ Đức, chó võ sĩ hay chó Boxer thường được biết đến là một trong những giống chó hung dữ và có những phát cắn đáng sợ. Được biết, lý do khiến chúng bị liệt vào danh sách những loài chó nguy hiểm nhất thế giới là do loài chó rất thông minh, trung thành với chủ nhân nhưng hay nghi ngờ người lạ. Thậm chí, một con chó võ sĩ có thể sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì nếu nó cho rằng thứ đó gây hại cho chủ nhân của nó. 8. Chó Husky. Husky là một giống chó sống ở Đông Bắc Siberia, Nga, có bộ lông kép dày màu trắng xám, hai chân dài trông rất cá tính. Những con Husky sống hoang dã trong tự nhiên có tính tình gần giống với loài sói nên rất hung dữ. Tuy nhiên, sau quá trình đào tạo của con người, chúng hiền lành hơn và có thể trở thành một vệ sĩ khá hoàn hảo cho chủ nhân của nó. 9. Gritten. Gritten là giống chó có nguồn gốc từ Đức. Đây là loài chó cao nhất thế giới, có bản tính khá hiền lành đối với chủ nhân của chúng. Tuy nhiên, loài chó này có thể trở nên rất hung dữ và đáng sợ đối với những người lạ hoặc không được đào tạo. 10. Bull Mastiff. Bull Mastiff hay chó ngao bò là một giống chó to lớn được lai tạo từ hai dòng chó ngao và chó bò Anh. Ban đầu, chúng thường được dùng để phục vụ cho thú chạy chó của giới thượng lưu. Nhưng trong thời gian gần đây, Bull Mastiff còn được dùng vào công việc canh gác, đi săn hoặc làm bạn. Loài chó này có đặc tính rất hung dữ khi bảo vệ thân chủ hoặc gia đình của nó. Vì vậy, chúng được liệt vào danh sách 10 loài chó nguy hiểm nhất hành tinh. Ngao Tây Tạng với Pitbull, loài nào mới là mạnh nhất? Đã có nhiều tranh cãi được đưa ra, sư tử núi tuyết Ngao Tây Tạng và vua chó chọi Pitbull.
con nào mới đích thực là vua của các loài chó chiến đấu. 1. Chó ngao Tây Tạng hay còn gọi là ngao Tạng. Chúng được mệnh danh là chúa tể thảo nguyên hay sư tử núi tuyết do sống ở vùng núi Himalaya và Tây Tạng Trung Quốc. To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai là những gì mà người ta nhắc đến khi nói về chó ngao Tây Tạng. Trên cao nguyên Tây Tạng, có lẽ không loài vật nào là đối thủ của chó ngao và chỉ con người mới có thể khắc chế khiến chúng phục tùng. Có một huyền thoại về chó ngao Tây Tạng là chuyện của con Sát Ba Tháp. Nó đã cắn chết tổng cộng 37 con sói để bảo vệ đàn gia súc và được mệnh danh là thần khuyển với dân trong vùng. Với những đặc tính nổi trội như lì lợm, trung thành tuyệt đối với một chủ nhân duy nhất, ngao Tây Tạng được giới nuôi chó trong và ngoài Trung Quốc đặc biệt ưa thích. Và lẽ dĩ nhiên, loài thần khuyển quý hiếm này cũng có giá đắt nhất thế giới. 2. Pitbull vua chó chọi. Pitbull là một giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, chúng có thể được nuôi để giữ nhà và cũng thường được sử dụng trong những cuộc chọi chó. Đây là giống chó vô cùng dữ tợn, hiếu chiến, bền bỉ, gan lì, được mệnh danh là sát thủ máu lạnh hay còn được gọi là võ sĩ giác đấu. Chúng được nuôi ở Anh vào thế kỷ thứ 18 với mục đích dùng để đấu với các giống chó khác trong đấu trường hay trong một cái hố lớn, phục vụ sự hiếu kỳ của dân thượng lưu thời đó. Ngoài ra, chúng còn được huấn luyện để đi săn. Khó có thể trả lời loài nào mạnh hơn. Pitbull được các nhà khoa học đánh giá là loài chó có lực cắn mạnh nhất, nằm trong top 10 loài động vật có cơ hàm khỏe nhất hành tinh. Trong khi đó, những thông tin tương tự về chó ngao Tây Tạng thì chưa rõ ràng do loài thần khuyển này khá hiếm và chỉ có ở Trung Quốc. Nhưng câu chuyện về một con ngao Tạng cắn chết 37 con sói cũng đủ để xếp loài này vào top các động vật mạnh nhất hành tinh. Trên mạng Internet có nhiều clip ghi lại những cuộc đấu giữa Pitbull và ngao Tạng, thường là do dân chọi chó tổ chức. Một số clip cho thấy cuộc đối đầu thường khá ngang sức, ngao Tạng thường có lợi thế thể hình lớn hơn nhưng Pitbull lại rất dẻo dai.